năm 2000, nhân một chuyến từ thiện của cán bộ công nhân viên làng du lịch Bình Quế đến thăm bệnh viện Ung Bướu. Nhìn thấy những bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh tại đây gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí chỉ là một bữa cơm lót dạ. Sẵn nguồn nhân lực và kinh nghiệm về công tác nhà hàng, nên công đoàn làng du lịch Bình Quế đứng ra vận động cán bộ nhân viên tham gia nấu những bữa ăn từ thiện để chia sẻ với bệnh nhân nghèo của bệnh viện Ung Bướu. Bằng tấm lòng nhân ái, sẵn sàng san sẻ với cộng đồng, cán bộ nhân viên làng du lịch Bình Quế không chỉ góp công mà mỗi người tự nguyện trích ra một ngày lương hàng tháng của mình để duy trì hoạt động của bếp ăn mà họ luôn cảm thấy hạnh phúc với việc làm nhỏ của mình. Là một người đầu bếp thì em làm những công việc này em thấy rất là vui khi được chia sẻ với bệnh nhân nghèo. Từ thiện là một vấn đề hay, tốt cuộc sống. Nếu em được nấu hoài thì em rất là vui với từ thiện. Tần nào em góp công trong từ thiện vẫn là vui, thấy vui. Những hình ảnh vừa rồi mà chúng tôi gửi đến quý vị đó chính là câu chuyện của những cán bộ công nhân viên tại làng du lịch Bình Quế. Đó là tấm lòng và sự sẻ chia của họ dành cho cộng đồng. Cùng đồng hành với Thanh Thảo ngày hôm nay còn có một nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp. Chào chị ạ. Chào Thanh Thảo, chào khán giả của Bếp Yêu Thương. Thật sự là hôm nay là chị rất là vui khi được tham gia chương trình này mà nó tạo một cảm giác rất là mới lạ, thấy được một mặt của cuộc sống. Có những người họ tự nguyện, họ làm những cái điều mà mình không thể tưởng tượng được là họ làm bằng một cái tâm. Và cái điều đó mình cũng rất thích, nếu như là chương trình này đưa đến cho quý khán giả một sự gì đó cho họ thấy và kêu gọi họ là đóng góp nhiều hơn nữa cho những cái chương trình như thế này, cho những cái bếp ăn tình thương như thế này tốt hơn nữa thì mình thấy là rất vui. Dạ, vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn cần lắm sự đóng góp của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong bếp để tìm hiểu tâm tư tình cảm của những đầu bếp tình nguyện tại nơi này quý vị nhé. Dạ, em chào anh Hưng ạ. Dạ, chào chị. Đây là anh Hưng, chủ tịch công đoàn của làng du lịch Bình Quế, còn đây là chị Ngọc Hiệp. Dạ, chào chị. Em là Thanh Thảo, tụi em đến từ chương trình Bếp Yêu Thương. Xin mời chị ngồi. Anh Hưng ơi, anh có thể cho tụi em biết là bếp của mình thành lập từ khi nào và cái nguồn kinh phí để mình duy trì bếp ăn này từ đâu ạ? Như thế này, tức là xuất phát từ đầu năm 2000, thì đơn vị mình thì có đi một số cái khắp nơi, thì thấy rằng muốn cái như là muốn góp tâm vô một cái gì đó để mà cùng chung sức với cộng đồng để mà góp phần làm cho cái những người bệnh và những người bệnh nhân người ta như nghèo, người ta đỡ vất vả và đỡ cái như cuộc sống được cực khổ quá đi. Và cái nguồn kinh phí như chị Dị Thảo hỏi thì nó xuất phát từ một cái ngày công của các bộ công nhân viên là cái nguồn kinh phí hàng tháng. Và từ đó mình duy trì ra đó, mình làm thì và rất may là những cái điều mình làm thì được sự đồng thuận của anh em của bao trong đơn vị. Ngoài cán bộ công nhân viên của mình ở đây á, anh ở phía ngoài có ai đóng góp thêm không? Chủ yếu là mình làm thì mình chủ yếu là mình không có vận động bên ngoài. Thứ nhất là mình cũng xuất phát từ anh em mà ra, thì cái duy trì cái đó là trong đó thì cũng được sự ủng hộ của anh em. Cho nên là mình nghĩ là cái nguồn kinh phí đó cũng vừa đủ cho mình và mình để làm duy trì mỗi tuần như vậy. Hy vọng là bếp của mình sẽ ngày càng có thêm nhiều điều kiện để chúng ta không phải là một tuần một ngày mà có thể là một tuần 3 ngày, 5 ngày rồi lên tới 7 ngày. Cảm ơn anh về những cái thông tin ngày hôm nay. Trong ơi, bây giờ anh có thể giới thiệu qua cho em với lại chị Ngọc Hiệp tham quan bếp nè, rồi cái công việc của mọi người mỗi ngày như thế nào anh? Ngày sáng vô thì chuẩn bị hàng hóa, nhập hàng. Thì cái công việc kinh doanh thì nó cũng bình thường. Chứ hôm nay thì nó có cái chương trình là từ thiện á, để phục vụ cho một bữa cơm từ thiện của bệnh viện Ung Bướu. Thì ở đây là các anh chị bếp với lại các anh chị đoàn viên với lại kế toán cùng hỗ trợ, cùng nhau làm để chúng ta phục vụ cho cái bữa cơm từ thiện nó được chú đáo hơn. Cái này là đầu bếp ở nhà hàng mình luôn đúng không? Đúng rồi. Hình như là công việc này là công việc thường xuyên của mình đúng không? Cái bếp thì này nó là công việc thường xuyên rồi. Nhưng mà mình nấu ăn cái bếp này. Bếp từ thiện này thì mỗi một tuần phục vụ một ngày. Nếu mà nó nhằm vào những cái ngày lễ, chẳng hạn ngày thứ tư đi mà nó nhằm vào những ngày lễ thì
chắc chắn là cái công tác mà khách hứa được cũng nhiều của nhà hàng, vậy thì mình làm sao có thể dung hòa và chuẩn bị kịp? Tại vì mình đã đăng ký với lại trung tâm đó, thì mình sẽ phục vụ ngày thứ tư hàng tuần, thì dù có dướng vô ngày nào đi nữa, ngoại trừ ví dụ như Tết thì ở bệnh viện thì cũng giãn cái bệnh nhân, cho nên chỉ có Tết thì mới nghỉ thôi, còn bình thường là dướng vô ngày lễ vẫn phục vụ. Ủa anh, ở đây là cái chỗ mà mình sơ chế nè, mình cắt gọt rau củ quả, còn cái chỗ mình nấu nó ở đâu anh? Anh thì khu này thì chỉ có là nhập hàng và sơ chế, còn nấu thì người ta nấu ở mé bên trong, bên trong nó có bếp lớn bên trong. Dạ, anh cho em xem qua bếp nha. Đây là bếp nấu. Dạ. Thì bên đây thì đang kho thịt, chứ lại anh gia vị bàn này thì sơ chế ở khu này. Dạ. Như rau gọt thì nó cắt bên đây. Đang là kho thịt với nấu canh đúng không? Đúng rồi, kho thịt với nấu canh thôi. Cũng có một cái điều may mắn là bếp của mình là thuộc cái tiêu chuẩn nhà hàng, cho nên là rất là thuận lợi hơn những cái bếp ăn từ thiện khác rất là nhiều. Thì rất là cũng anh em ở đây thì cũng rất là vui, cũng vui mừng là đã phục vụ cho cái chương trình này từ năm 2000. Thì nay cũng được 11 năm rồi, nhưng mà anh em thì cũng rất là phấn khởi khi mà có tới cái nhà mà để làm cái này. Thì chỉ thông báo lên là anh em tự tập trung lại làm mà khỏi phải nhắc tới nhắc nuôi nhiều lần. Những bữa ăn giàu dưỡng chất được chính các đầu bếp của làng du lịch Bình Quế chăm chút và nấu nướng thơm ngon như dành cho những thượng khách của mình. Cứ mỗi trưa thứ tư hàng tuần, hàng trăm suất cơm nóng hổi được chuẩn bị tươm tất để chuyển đến bệnh viện Ung Bướu chia sẻ với những bệnh nhân nghèo đang phải đối mặt với bệnh tật. Và cũng từ những suất cơm nhân ái này, biết bao câu chuyện hy vọng được viết tiếp bằng sự chung tay góp sức của nhiều người, như câu chuyện của mẹ con chị Trần Thị Cống quê ở Tam Nông. Cách đây 3 năm, chị Cống và đứa con trai lớn cùng lúc phát hiện ra căn bệnh ung thư, và cũng ngần ấy thời gian với mẹ con chị, bệnh viện là nhà, và những bữa cơm từ thiện chính là nguồn dinh dưỡng duy nhất trong những ngày họ chống chọi với bệnh tật. Mong muốn được tiếp tục cấp sách đến trường của bé Kiều như đang đau đáu trong đôi mắt to tròn của em. Nhưng liệu mong muốn nhỏ nhoi đó có được như ý nguyện không, khi mà sức khỏe của mẹ và anh trai em đang dần suy kiệt? Cuộc sống dù khó khăn và bộn bề, nhưng vẫn tin rằng điều kỳ diệu vẫn sẽ luôn hiện hữu, để ước mong nhỏ nhoi của cô bé nghèo vẫn được thắp sáng cùng bếp yêu thương. Nhân vật đặc biệt của chương trình Bếp Yêu Thương kỳ này, chị Cống đang mắc phải căn bệnh ung thư ngực và điều trị ở đây cũng khá lâu rồi. Vậy chị ơi, hôm nay thì tình sức khỏe của chị như thế nào rồi hả chị? Cũng còn yếu lắm, bác sĩ thì xin giấy phép bác sĩ cũng cho nữa. Là đã gọi về đi làm cái chuyển viện mới á. Dạ. Gán về mà mệt quá là lên mấy ngày. Dạ. Chị nằm ở đây bao lâu rồi chị? 2 năm. Là nằm suốt 12 tháng luôn hả chị? Vậy thì ai sẽ là người chăm sóc cho chị ở đây? Như ông xã nhà ông cũng bệnh rồi đó. Gái nè, nó mới nghỉ học rồi lên nó tiếp luôn. Nghỉ hè. Thằng con lớn nó cũng bệnh đó. Dạ. Như hai mẹ con chăm sóc qua lại. Sao con khóc vậy? Con đang học lớp mấy rồi con? 4 năm rồi. Vậy hả? Con là học sinh gì? Học sinh giỏi. Ở nhà mà ba đi làm như vậy rồi mẹ với anh phải ở trên đây, thì con ở nhà với ai? Ai nấu nướng cho con ăn? Con tự nấu, tự nấu luôn. Rồi đi học về là tự xoay sở dọn dẹp nhà cửa một mình như vậy đó hả? Bao lâu thì ba mới dắt con lên đây thăm mẹ một lần? Lâu lắm. Từ mấy tháng ba mới dẫn hôm nay. Chắc ở nhà không có mẹ nhớ mẹ lắm đúng không? Còn chị thì ở đây cũng 2 năm rồi. Chắc nhớ nhà lắm hả chị? Nhớ nhà nhớ con. Nghe nói là có người anh học cũng giỏi lắm đó mà phải nghỉ học phải không? Bị bệnh đó. Rồi anh giữa anh của con giữa phải nữa. Phải nghỉ học rồi phải không con? Anh học tới lớp mấy anh nghỉ con? Anh còn học lớp 6. Vậy hả? Anh nghỉ bao lâu rồi? Nghỉ đâu được 2-3 năm rồi. Bây giờ thì anh làm cái gì con? Anh cũng đi mần khoai. Đi mần khoai. Làm mướn gì người con ta giác khoai rồi. À giác khoai hả? Vậy
vậy mỗi một ngày thì anh ở nhà làm được bao nhiêu tiền và con trai của chị làm được bao nhiêu tiền? Từ sáng lúc trước thì bằng được, giờ ông bệnh không ạ? Vậy là bây giờ tất cả những cái nguồn thu nhập ở trong gia đình chi tiêu là một tay con trai chị lo? Con trai thứ ba. Một ngày em làm được bao nhiêu tiền chị? Bằng giỏi thì được 70-80, giờ 50-60. Nhưng nó còn nhỏ, con nhỏ con lắm, nhỏ xíu à. Người giác đâu có bằng người lớn người ta. Chị có 5-60 một ngày, 70-80 một ngày mà gánh vác nào là mẹ bệnh nè, anh bệnh nè, rồi cha thì cũng đang bệnh ở nhà, rồi em thì lại đang đi học nữa. Bé Kiều nè, bây giờ cái điều gì mà con mong muốn nhất? Con mong anh con mẹ cũng hết bệnh. Bây giờ nếu như mà anh ba con á đi làm như vậy rồi không có đủ tiền để mua thuốc cho mẹ, không đủ tiền mua thuốc cho anh, rồi cái thu nhập trong nhà mình thấp quá, rồi làm sao con học tiếp được? Con nghỉ học, con kiếm gì gì nhỏ, con nhẹ cũng làm. Con nghĩ là con sẽ làm được cái gì? Con đi bẻ mướn. Con đi làm cái gì? Bẻ mướn. Bẻ mướn hả? Bẻ ớt. Hôm nay con lên đây để con chăm sóc cho mẹ. Dạ. Con giúp mẹ làm những công việc gì? Con đi xin cơm, với ấy nước cho mẹ uống. Cô biết là cái hoàn cảnh gia đình mình bây giờ đang rất là khó khăn và con với anh ba hiện tại đang là hai cái người khỏe nhất trong nhà. Mà con ơi, con còn nhỏ lắm, cho nên mà để đi làm kiếm tiền á thì chắc là cũng rất là cực cho con. Dù thế nào thì mình cũng phải cố gắng đi học nha con. Dạ. Thưa quý vị khán giả, thông qua chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong mỏi rằng là sự đóng góp của tất cả quý vị sẽ giúp cho bé Kiều có thể tiếp tục đến trường để em không có dở dang việc học của mình. Năm sau thì em sẽ bắt đầu bước vào lớp 5 và đây lại là một học sinh giỏi của trường, của lớp nữa. Cho nên chúng tôi rất là mong sự chung tay góp sức của tất cả quý vị để có thể tiếp nối thêm nghị lực, tiếp nối cho ước mơ của em trở thành hiện thực. Quý vị khán giả thân mến, với trường hợp của gia đình chị Trần Thị Tống ngày hôm nay, chương trình Bếp Yêu Thương xin được gửi đến gia đình chị một phần hỗ trợ là 15 triệu đồng tiền mặt. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất cần sự quan tâm đóng góp của quý vị khán giả để giúp cho ước mơ của em Kiều có thể thành hiện thực, đó là em vẫn được tiếp tục đến trường. Xin được mời anh Dũng sẽ đại diện cho nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan trao phần quà này đến cho hai mẹ con. Gửi đến chị phần hỗ trợ của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan là 15 triệu. Thì mong chị luôn giữ vững cái sự lạc quan và quyết tâm để việc điều trị có kết quả tốt, để có sức khỏe cùng với anh chăm lo cho hai cháu. Và bây giờ sẽ là phần hỗ trợ dành cho bếp ăn từ thiện của làng du lịch Bình Quế. Một năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan cùng với một phần tiền mặt là 10 triệu đồng. Xin mời anh. Và thêm nữa là những tấm lòng của khán giả dành tặng cho chương trình Bếp Yêu Thương, đó là công ty MVK dành tặng cho bếp ăn của mình là 100kg gạo. Còn bây giờ là một phần quà rất đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp dành tặng cho hai mẹ con của chị Cống. Với cái phần quà hỗ trợ này thì cô Ngọc Hiệp cũng có nhắn nhủ là muốn cho bé Diễm Kiều sẽ có thêm một cái phần để sắm sửa quần áo nè, rồi sách vở để tiếp tục đến trường. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bếp Yêu Thương cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi đóng góp của quý vị dành cho chương trình vui lòng gửi về chương trình Bếp Yêu Thương, ban chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất. Và xin được cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan đã luôn đồng hành cùng với Bếp Yêu Thương. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ tư các tuần trên kênh HTV7. Bếp Yêu Thương mang hạnh phúc từng ngày. Bếp Yêu Thương mong được luôn sẻ chia.